Em xin chào các bác nhé. Hôm nay chờ đầu bãi chúng em sẽ giới thiệu với các bác một sản phẩm bếp ga bãi nội địa Nhật đã qua sử dụng. Một chiếc bếp mang nhãn hiệu Paloma IC 300 SB của Nhật Bản sản xuất. Chiếc bếp này rất là còn tương đối là mới. Đấy. Tôi quay qua bên ngoài cho các bác xem. Đấy. Con này là con Paloma. Giờ tôi quay qua ngoại thất bốn quanh. Đấy. Con này sơn xịn nguyên bản các bạn nhé. Chỉ sắt sáp qua bị vận chuyển thôi. Con này mặt men đấy. Kiềng ghế đã còn nguyên hết cổ đó, rất là đẹp. Con này còn rất là đẹp đấy. Đời Paloma đời này là đời họng bằng đồng đấy. Họng đồng đấy. Mâm chi lẻ bằng đồng. Đấy, em quay qua một tí. Con này là con sản xuất năm 2000. Con này là sản xuất năm 2013, tháng 6 năm 2013 các bác nhé. Đấy. Em quay qua hết một lần. Đấy. Hình dáng rất là đẹp. Con này nói về dáng của nó rất là dễ nhìn. Đây là em nói qua về cái phương thức sử dụng của mình. Đây là cửa pin. Đây. Cửa pin. Đấy. Đây là cửa một cửa này. Đây nó cái ký hiệu này là cửa nửa bếp nấu nhỏ này. Hai ngọn lửa này. Đấy. Đấy. Còn bên đây là một cửa này. Mà nó ký hiệu ba cái nút nữa này. Đây là bếp lớn hơn này. Đấy. Đấy. Còn đây là một cửa của bếp nướng này, nó có ký hiệu con cá này. Đấy. Cái đời này nó có cái nút ghi số 3 này. Đấy. Ghi số 3 đây là 3 giây là lúc mình rang đấy, thì nhưng mình không ấn vào cái nút này đấy thì nó sẽ ngọn lửa nó sẽ không ổn định. Nhưng mình ấn mình giữ vào đây 3 giây đấy, mình giữ ở đây 3 giây mà có lên cái đèn đỏ này đấy thì cái ngọn lửa nó sẽ ổn định đấy các bạn. Đấy, đấy gọi là nút nhấn 3 giây đấy. Giờ mình sẽ test qua con này một chút cho các bạn xem. Đấy. Bắt đầu ra là mình sẽ vặn nhỏ đi một chút và mình thổi, mình sẽ thổi tắt. Đấy, một cửa đã được thổi tắt bên đây. Đấy. Hai cửa đã được thổi tắt. Bao giờ mà nó có cái tín hiệu đèn, cái nút đèn này đấy, nó kêu đấy, nó kêu chi 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 đấy. Đấy. Như thế là bếp đã ngắt toàn bộ ga. Đấy, bếp bên kia bắt đầu cũng ngắt. Đấy. Ga không còn nữa. Đấy. Con này đấy thì nhìn bề ngoài của nó vẫn còn rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Tem tiếc sơn xi hẳn còn nguyên của nó. Đấy.
Mà con này là trước khi mua thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ đã làm hết cái phần đảm bảo cho ấy, và đây đã căng ấy chống chuột cho các bạn, đảm bảo chuột không không vào được đấy. Đảm bảo chuột không vào được vì cái bếp ga Nhật bãi này nó thường thường là nó sử dụng bằng cảm biến, nên mà nó dây điện trong rất là nhiều, nên mà mình phải làm cái lưới chống chuột đấy, vì ở Việt Nam thì hầu như nhà nào cũng có chuột đấy. Làm lưới chống chuột thì nó đảm bảo chứ không nó cắn rất đất cái dây mà cảm biến ra thì là nó sẽ không bếp nó sẽ không lên đấy. Đợt này thì bên chợ đồ bãi chúng tôi và rất là nhiều bếp nhé các bạn nhé, đấy từ bếp cao tiền đến bếp rẻ tiền đủ hết phục vụ các bác. Hôm nay là mình tôi quay con Panorama này thì giá của nó cũng rất là hợp lý. Panorama này giá giờ tôi đang giao bán trên chợ là giá 2.400.000 đồng bao ship toàn quốc các bạn nhé, bảo hành 1 năm, có tem có phiếu ra ngoài đấy. Đấy, mong các bác đến chợ ủng hộ đấy, rất là đẹp này, nhỏ này, nhỏ nướng này. Đấy, nhỏ nướng của nó thường. Và phần như ở trên hàng bếp ga nội địa Nhật bãi ấy, thì thường thường được đánh giá cao thì có hai dòng là Paloma và dòng Zinai. Hai dòng này là được mà mọi người tiêu dùng đánh giá rất là cao, rất là cao, rất là cao. Đấy. Quay qua hết tất cả. Đây là cái đây tôi đang quay ở trên phòng, thì trên phòng này của tôi nó mới im được, chứ ở dưới cửa hàng nó nhộn lắm, không 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 quay được, nó dọc đường nó nhộn hàng về rất nhiều nhé. Các bác có nhu cầu thì sẽ xin liên hệ qua số điện thoại là 0915 096 215. Cửa hàng có nhân viên và tư vấn cho các bác cách sử dụng và giá cả các bác nhé, rất là đẹp, con này rất là đẹp đấy. Em mong mọi người ủng hộ chợ. Thôi chợ Đổ Bãi xin dừng video tại đây, mong các bạn hãy ấn vào nút kênh, nút chuông đấy, để đăng ký để theo dõi những video lần sau và những chiếc bếp và những cái hàng đồ bãi của chợ. Thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.